truyện voi và kiến ngày xưa voi ỷ mình là con vật có thân hình to lớn nhất có cặp ngà dài nhất có tiếng rống to nhất nên luôn tỏ ra hoanh hoang hống hách ha 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 ta là kẻ mạnh nhất loài thú nào cũng phải nể sợ ta với bốn bàn chân to lớn nặng nề voi đi đến đâu là lún đất nát cỏ voi nằm đâu là lõm cả một khoảnh đất rộng những con thú bé nhỏ như chồn sóc chuột kiến nhìn thấy voi từ xa là đâm đầu bỏ chạy vì sợ bị voi giẫm phải một hôm voi nằm ngủ cạnh tổ kiến lửa mỗi lần voi trở mình là đất cát xung quanh đều rung động khiến những chú kiến bé nhỏ phải kéo nhau chạy ra khỏi tổ vì sợ đất sụp kiến thấy nguy quá đợi voi thức dậy rồi nói anh voi ơi anh làm ơn đi chỗ khác mà ngủ chứ anh lăn qua lăn lại một hồi là sập nhà chúng tôi cả đàn kiến biết trú ngụ ở đâu bây giờ vòi uể oải ngáp dài phe phẩy đôi tai to bè khinh khỉnh đáp tụi bay nói vậy mà nghe được hả đất rừng này là của muôn loài tao muốn ngủ ở đâu thì ngủ chứ tụi bay sợ sập nhà thì dọn đi chỗ khác mà ở chứ sao lại kiếm chuyện lộn xộn với tao nhưng mà chúng tôi biết anh thường hay ngủ ở đâu mà tránh đây tao thích ngủ đâu thì ngủ còn tụi bay có tránh được hay không thì mặc kệ ôi nếu vậy thì có ngày cả đàn kiến chúng tôi sẽ bị anh đè chết mất thôi cái con kiến này rắc rối quá cứ lằn nhằn hoài tao đạp cho một cái là mày chết queo well bây giờ voi hung dữ ngang ngược như vậy nhưng kiến vẫn không chịu thua bình tĩnh đáp anh to lớn như vậy mà đạp chết tôi thì đâu có khó gì nhưng nếu chúng ta thi đấu với nhau thì chưa chắc là anh thắng đâu voi bèn vương vòi đứng dậy rống lên một tiếng rồi cười nắc nẻ ha 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 con kiến này thật là ngu ngốc mày không muốn chết một mình mà muốn chết cả đám hả vậy thì anh có dám thi đấu với chúng tôi trước sự chứng kiến của muôn thú trong khu rừng này không hừ tao mà không dám thi thố với đám nhóc con tụi bay sao nhưng mà tụi bay đã suy nghĩ kỹ chưa chỉ cần dọn nhà đi chỗ khác là cả bầy thoát nạn còn thi đấu với tao thì tụi bay làm sao mà đánh lại tao chứ Chúng tôi sẽ thi đấu với anh nhưng với điều kiện là nếu anh thua cuộc thì từ đây về sau anh không được làm rúng động tổ kiến chúng tôi nữa. Cái lũ kiến nhỏ con mà lắm mồm này thật là lì lợm. Được, tụi bay muốn nát như dưới bàn chân của tao thì cứ việc mà thi. Tao không thèm cãi lý với mày nữa. Thế là sáng hôm sau, Muôn thú rủ nhau đến gò đất xem voi và kiến thi tài. Bác gấu già được mọi loài tín nhiệm bầu làm trọng tài. Bác bước ra giữa gò đất, sửa lại cặp kính lão rồi chậm rãi tuyên bố: "Bây giờ, voi và kiến sẽ thi với nhau xem ai mạnh hơn ai. Nếu voi thắng cuộc thì kiến sẽ phải dọn nhà đi chỗ khác nhường gò đất này cho voi làm chỗ ngủ còn nếu kiến thắng được voi thì từ nay về sau hễ chỗ nào có tổ kiến là voi không được ngã lưng xuống muôn thú trong rừng có đồng ý như vậy không tất cả các loài đồng thanh hô lớn dạ chúng cháu đồng ý đồng ý vậy thì cuộc thi tại bắt đầu lập tức kiến chỉ huy các bạn của mình nối đuôi nhau leo thoang thoắt lên thân hình đồ sộ của voi hàng ngàn hàng vạn chú kiến lửa tỏa đi khắp nơi chui vào lỗ tai vào vòi bám vào đuôi và bốn chân bu đầy quanh cổ mí mắt đỉnh đầu voi mà voi không hề hay biết vì các chú kiến di chuyển thật nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Voi dơ chân lên, đạp mạnh xuống chỗ bầy kiến tập hợp, nhưng chỉ thấy đất cát tung mù mịt mà không còn chú kiến nào ở đó nữa. Trong khi đó, bầy kiến lửa đồng loạt dương những cặp nanh bé xíu nhưng sắc nhọn của mình xuyên qua da voi và cắn túi bụi vòi hốt hoảng là oài oái ui da ui da đau quá trời ơi là trời bác gấu ơi cứu cháu với cháu chết mất thôi mấy cái con kiến này nhỏ xíu mà sao chích đau dữ vậy cả bác gấu ôm tồn hỏi Vậy chờ, voi đã chịu thua kiến chưa Dạ 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 chịu Bác làm ơn biểu tụi nó đừng có đốt nữa Ui trời Mấy con kiến này nó cắn đau thấu xương luôn á Cháu sợ lắm rồi Bác gấu bèn nói Thôi các cháu kiến đừng cắn nữa Leo xuống đi nhờ có trí thông minh và tinh thần đoàn kết mà các cháu đã chiến thắng tên voi kiêu ngạo này. Các cháu rất đáng khen, rất đáng khen. Muôn thú nghe vậy, reo hò âm ỉ. Hoan hô, hoan hô kiến tí hòn thắng voi khổng lồ. Đáng đời tên voi hống hách bị một trận nhớ